Vụ đảo chính Ngô Đình Diệm xảy ra tại Sài Gòn vào ngày 1 tháng 11 năm 1963 làm vấy bẩn thêm cái chính quyền ô hợp lai tạo bởi hai chế độ ngoại xâm Mỹ, Pháp. Cuộc đảo chính này đã góp phần khẳng định chính quyền Việt Nam Cộng hòa chỉ là một con cờ trong tay Mỹ. Ngay khi soạn thảo kịch bản đảo chính CIA đã chốt danh sách những người cần phải chết. Trong đó có hai nhân vật quyền lực là Lê Quang Tung, tư lệnh lực lượng đặc biệt và Hồ Tấn Quyền, tư lệnh hải quân. Cuộc đảo chính lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm, được những người cầm đầu ấn định vào ngày 1 tháng 11 năm 1963, nhưng Nhà Trắng đã chuẩn bị cho ván cờ này từ tháng 6 năm 1963. Trước khi cuộc đảo chính nổ ra hơn 2 tháng, vào ngày 27 tháng 8 1963, từ trung tâm điều khiển CIA, tại Sài Gòn đã gửi một công điện về trung tâm CIA, ở Lang Ly báo cáo một bản tường trình của Lucien Khonen về cuộc họp của Hội đồng tướng lãnh như sau. Ủy ban tức Hội đồng tướng lãnh quyết định rằng Đại tá Lê Quang Tung được coi là mục tiêu đầu tiên của Ủy ban đảo tránh và sẽ bị tiêu diệt cùng với toàn trại của ông ta như là một trong những hành động đầu tiên của cuộc đảo tránh. Cùng với việc tiêu diệt Đại tá Tung và lực lượng đặc biệt của ông ta, tướng Khiêm còn yêu cầu cho ông ta nhận được bản kê khai toàn bộ các vũ khí đạn dược hiện đang lưu trữ tại trại Long Thành. Thời điểm đó, ai cũng nghĩ Lucien Khonên chỉ là cố vấn của lực lượng đảo chính. Nhưng sau này, qua các tài liệu giải mật của CIA, cho thấy là người quyết định cuộc đảo chính đó chính là ông ta chứ không ai khác. Chính ông ta là người gợi ý để tòa Bạch Ốc ra phán quyết án tử cho Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu trong cuộc đảo chính cũng chính ông ta là người đã truyền đạt phán quyết của tòa Bạch Ốc khi cuộc đảo chính đang diễn ra. Nguyên văn tiếng Pháp của ông ta là, người ta không thể làm món trứng rán mà không đập bể những quả trứng, hoặc nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Và quyết định dành án tử cho ông Trùm lực lượng Việt Nam Cộng hòa Lê Quang Tung, cũng chính là Lucien Khonel. Vì sao Lucien Khonel và CIA muốn Tung phải chết? Thời điểm đó nhiều người cho rằng CIA e ngại Lê Quang Tung sẽ chỉ huy lực lượng đặc biệt bảo vệ Ngô Đình Diệm đến cùng gây bất lợi cho cuộc đảo chính. Thực tế không chỉ vậy. CIA sợ Lê Quang Tung vì nhiều lý do khác. Bởi vì trước đó, Lucien Khô Nền có quan hệ rất mật thiết với Lê Quang Tung và lực lượng đặc biệt của Việt Nam Cộng Hòa. Ông tổ của lực lượng biệt kích Việt Nam Cộng Hòa, Lucien Conin, sinh ngày 29 tháng 11 năm 1919 tại Paris. Mồ côi cha lúc 5 tuổi ông được mẹ gửi sang Mỹ sống tạm cư với người gì có chồng là quân nhân Mỹ tại Kansas. Năm 20 tuổi, với tư thế công dân Pháp, Lucien Khonen trở về cố quốc gia nhập quân đội. Lúc này toàn thế giới sùng sục lửa chiến tranh thế giới lần hai. Sau khi Pháp bị Đức chiếm đóng, ông đào thoát sang Mỹ rồi đăng ký tham gia vào quân đội Mỹ. Vì có quốc tịch Pháp nên sau một thời gian, ngày 26 tháng 7 năm 1943 Trung úy Lucien Khonen được tuyển vào công tác tại bộ phận châu Âu thuộc Cục Tình báo Chiến lược, viết tắt là OSS, tiền thân của cơ quan CIA. Đến tháng 8 năm 1944, Lucien Khonen được điều qua Pháp hỗ trợ lực lượng kháng chiến chuẩn bị cho cuộc đổ bộ no đi. Tháng 8 năm 1945, đại úy Lucien Khonen được bắn sang Việt Nam, chuẩn bị cho việc Mỹ đặt tiền trạm chiến tranh. Năm 1947, cơ quan OSS giải thể và Cục Tình báo Trung ương CIA được thành lập. Lucien Khonin trở thành sĩ quan CIA và hoạt động tình báo ở nhiều quốc gia khác nhau ở châu Âu, chủ yếu là ở Đức trong thời gian từ tháng 2 năm 1947 đến tháng 8 năm 1953. Cuối năm 1953, thiếu tá Lucien nền trở lại Việt Nam hoạt động tình báo quân sự dưới quyền của đại tá Lansdale. Lúc này, Mỹ muốn dọn đường khai hoang các lực lượng chính trị ở miền Nam, cho diệm lên chiếc ghế Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Nhiệm vụ của Lucien Khonin là giúp Ngô Đình Diệm giải tán các lực lượng đối lập bằng hai cách, thuần hóa hoặc tiêu diệt. Chính Lucien Khô Nền đã ôm cặp táp đô la đi mua chuộc từng nhóm vũ trang, như Bảy Viễn, Trình Minh Thế, Nguyễn Thành Phương, Ba Cụt, về dưới chứng Diệm. Khi người dân Việt Nam chưa biết Ngô Đình Diệm là ai, chính Lucien Khô Nền là người dùng tiền quảng bá thương hiệu trí sĩ Ngô Đình Diệm. Nói cách khác, Lucien Khô Nền là phù thủy, giúp Ngô Đình Diệm vô danh thành trí sĩ yêu nước Ngô Đình Diệm khi Ngô Đình Diệm trở thành Tổng thống cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa, Lucien Khô Nền hoàn thành nhiệm vụ và trở về nước vào năm 1957. Trở về Mỹ, Lucien Khô Nền được trưng dụng vào lực lượng đặc biệt. Trong thời gian này Lucien Khô Nền được William Côn Bày, Phó Giám đốc, kiêm trưởng Bộ phận CIA, tại Việt Nam giao nhiệm vụ xây dựng các nhóm biệt kích phá hoại chống chính quyền Lào và miền Bắc Việt Nam. Và Lê Quang Tung là một cộng sự đắc lực của ông ta trong các chiến dịch phá hoại miền Bắc vì sự cộng tác này mà Lucien khô nền, quyết định Lê Quang Tung phải chết ngay thềm cuộc đảo chính Ngô Đình Diệm. Lê Quang Tung bị giết vì biết quá nhiều. Đến năm 1962, Lucien khô nền, mang hàm trung tá CIA với bí danh là Lulu hoặc BL, được chỉ định làm cố vấn tình báo cho Ngô Đình Diệm. Thực ra, Lucien khô nền, được giao nhiệm vụ bí mật móc nối với các tướng Việt Nam, chuẩn bị tổ chức đảo trình lật đổ Ngô Đình Diệm. Chính Lucien Khô Nền tạo nên chính quyền Ngô Đình Diệm và cũng chính Lucien Khô Nền lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm. Giới tình báo quốc tế đánh giá Lucien Khô Nền là ông trùm của đảo chính. Trên thế giới, nơi nào có mặt ông ta, nơi đó có lật đổ chính trị. Lê Quang Tung sinh ngày 13 tháng 6 năm 1919 tại làng An Vân Thượng, xã Hương An, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên, là con trai thứ năm trong số 9 anh chị em, cha mẹ tung là giáo dân thiên chúa giáo nên ông có tên thánh là andre lê quang triệu là em trai út của ông ta lê quang tung có dáng thấp chắc luôn mang kính đen để che giấu ánh mắt và suy nghĩ nên nhiều người luôn có cảm giác bất an khi đối diện vì không ai biết phía sau cặp tròng kính đen thui con người ấy nghĩ gì và sắp hành động gì đã có không ít người đang cười nói thân mật với ông ta ít phút sau đã bị thuộc hạ của ông ta tóm cổ đưa vào phòng kín tra tấn đến tận nguyên hoặc bị thủ tiêu mất xác. Cha mẹ Lê Quang Tung vốn là gia nhân trung thành trong gia đình quan đại thần Triều Nguyễn, Ngô Đình Khả, bố của Ngô Đình Diệm. Vì vậy các anh chị em của Lê Quang Tung đều lần lượt kế thừa nghiệp nô bộc cho gia đình quan lại này. Vì đội kiếp nô bộc nên Lê Quang Tung thờ anh em Ngô Đình Diệm như thờ vua. Ngày 1 tháng 6 năm 1946, khi tái chiếm miền Nam, Pháp muốn có một chính phủ người Việt thờ Pháp nên thành lập một chính phủ gọi là Nam Kỳ Quốc giao cho Nguyễn Văn Thinh làm thủ tướng. Thời gian này, Lê Quang Tung được Sở An ninh Trung kỳ tuyển dụng làm mật thám viên. Nhờ có nhiều công trạng chỉ điểm, bắt bớ những người có tư tưởng cộng sản, Lê Quang Tung nhanh chóng được pháp cất nhắc lên chức trưởng ty an ninh Quảng trị. Khi Bảo Đại được pháp lôi từ các sòng bài Hong Kong về nước làm quốc trưởng, Lê Quang Tung từ Quảng trị được rút lên nha công an trung phần đặt tại Huế, phụ trách đội mật vụ. Lúc này ông Trần Trọng Xanh làm giám đốc nha trong thời gian này, Tung gia nhập đảng Cần Lao và tham gia phong trào thanh niên công giáo của Ngô Đình Nhu. Nhờ ở cương vị chỉ huy đám mật vụ của chính quyền lệ thuộc thực dân, Lê Quang Tung đã tích cực tống tiền, bóp hầu bao các thương gia miền Trung để lấy tiền nuôi phong trào Cần Lao, khi đảng này mới manh nha hoạt động. Chi tiết này đã khiến Lê Quang Tung trở thành công bộc số một của anh em họ Ngô Đình. Năm 1952, Lê Quang Tung được tuyển đi học khóa hai sinh viên sĩ quan Nam Định, nhưng sau đó trường này, đóng cửa nên ông ta được chuyển vào trường sĩ quan trừ bị thủ đức. Vì trường thủ đức chưa xây cất xong, nên năm 1953 ông ta được cho vào khóa ba phụ và thụ huấn tại trường võ bị liên quân Đà Lạt. Con đường học vấn lòng vòng, như thế nên đến năm 1954 ông ta mới mang được cấp hàm thiếu úy. Sau đó, thiếu úy Lê Quang Tung được phiên về phục vụ công tác an ninh quân đội tại tiểu đoàn 53 bộ binh tại Duy Xuyên, Quảng Nam. Nếu như Ngô Đình Diệm, không được Mỹ đặt đít lên ghế thủ tướng của chính quyền bảo đại, thì chắc chắn rằng con đường hoạn lộ của Lê Quang Tung vẫn còn nhiều khê, chắc trở. Cũng có thể ông ta cũng chỉ giữ nhiệm vụ sĩ quan an ninh ở các đơn vị bộ binh. Cuộc đời Lê Quang Tung sang trang mới kể từ khi Diệm làm thủ tướng chính quyền bảo đại. Vừa nhận chức thủ tướng, Diệm lôi Lê Quang Tung từ tiểu đoàn bộ binh vô danh lên làm trưởng ti an ninh quân đội Huế, được thăng lên đại úy rồi làm tránh sở 2, an ninh quân đội Huế. Trước khi rút quân về cố quốc, Pháp đã để lại cho chính quyền Bảo Đại một di sản tình báo mang cái tên trá hình là Tổng nha Nghiên Huấn. Gọi là huấn nhưng công việc của các nhân viên ở Tổng nha này chủ yếu là rình mò tình các phần tử chống đối chính quyền. Cuối năm 1956, Thủ tướng Ngô Đình Diệm thấy Tổng nha Nghiên Huấn mang nặng dáng dấp của tình báo quân đội Pháp khiến Mỹ không hài lòng nên giải tán để thành lập một cơ quan khác có cùng chức năng. Đó là Sở Liên lạc trực thuộc phủ Tổng thống. Sở liên lạc này do Mỹ tài trợ ngân quỹ và chịu sự điều khiển dưới danh nghĩa cố vấn của Đại tá Tình báo Quân đội Mỹ tên là Roger Lê Quang Tung được Diệm cất nhắc lên làm giám đốc cái sở này với hàm trung tá. Con đường hoạn lộ của nô bộc Lê Quang Tung bắt đầu rộng mở thanh thang. Sở liên lạc là một cơ quan chỉ huy hệ thống gián điệp chính trị của chính quyền Diệm. Cái tên liên lạc không có vẻ gì nguy hiểm, thế nhưng nó chính là con dao bí mật của Thủ tướng Diệm dành cho mọi đối tượng chống đối bắt cóc ám sát thủ tiêu và khủng bố ngầm là nghiệp vụ chính của nhân viên sở liên lạc vì vậy cái ghế giám đốc của sở này phải dành cho nô bộc trung thành nhất là lê quang tung tuy tung là giám đốc nhưng mục tiêu hoạt động đều do ông cố vấn ngô đình nhu điều phối thấy tung vẫn còn ảnh hưởng công vụ kiểu pháp diệm đưa tung qua honolulu để mỹ huấn luyện nghiệp vụ chỉ huy hoạt động điệp viên xâm nhập và ám sát trung úy lê quang triệu em ruột của lê quang tung cũng được đưa qua Saipan, một hòn đảo lớn ở phía bắc đảo Guam, huấn luyện về nghiệp vụ chỉ huy tình báo. Khi trở về, Trung úy Triệu được giao nhiệm vụ tuyển dụng lực lượng điệp viên cho sở liên lạc. Cho đến bây giờ, chưa ai tiếp cận được hồ sơ tuyển dụng nhân sự của Triệu. Không ai biết rõ Triệu tuyển dụng bằng cách nào, tiêu chuẩn ra sao. Năm 1958, được Mỹ điều khiển, Lê Quang Tung bắt đầu tổ chức đưa nhiều toán gián điệp xâm nhập phá hoại miền Bắc. Trước khi tung toán gián điệp đầu tiên ra miền Bắc, sở liên lạc được đổi tên thành sở khai thác địa hình. Cái tên rất có vẻ dân sự. Đến ngày 15 tháng 3 năm 1963, Diệm lại ra quyết định đổi tên cơ quan hoạt động gián điệp vũ trang này, thành lực lượng đặc biệt, thăng lê quang tung lên hàm đại tá. Thời điểm này, lực lượng đặc biệt có tổng quân số hơn 2.000 người. Ngoài ra, Lê Quang Tung còn được Diệm giao nhiệm vụ chỉ huy lữ đoàn liên, binh phòng vệ phủ tổng thống. Còn Lê Quang Triệu được thăng hàm thiếu tá, phó tư lệnh lực lượng đặc biệt. Lê Quang Tung vào danh sách người có quyền lực thứ ba, đứng sau Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu. Ông ta có toàn quyền quyết định, toàn quyền hành động mà không cần báo cáo trước với Ngô Đình Diệm cũng như Ngô Đình Nhu. Giai đoạn 1957, Sở Liên Lạc của Lê Quang Tung chỉ làm nhiệm vụ thu thập tin tình báo quần chúng. Ngày 24 tháng 6 năm 1957, Mỹ bắt đầu đưa liên đoàn một lực lượng đặc biệt vừa thành lập xong tại Okinawa sang Việt Nam để huấn luyện và cố vấn nghiệp vụ xâm nhập phá hoại cho 58 nhân viên hạt giống của sở liên lạc do Lê Quang Tung chỉ huy. Đến tháng 9 1962, từ sự cố vấn của Lucien Khô Nền, Ngô Đình Diệm, cho tiến hành thành lập một đội lực lượng đặc biệt gồm những nhân viên sở liên lạc, đã kinh qua khóa đào tạo biệt động, cũng do Lê Quang Tung chỉ huy. Đến năm 1963, nhận thấy hoạt động của các nhân viên sở liên lạc trùng lắp với đội lực lượng đặc biệt, Lê Quang Tung đề nghị với diệm sát nhập hai đơn vị này lại để thành lập lực lượng đặc biệt. Lực lượng đặc biệt của Lê Quang Tung trở thành một đơn vị con của lực lượng đặc biệt Mỹ, chịu sự điều khiển của Cố vấn Mỹ và sử dụng ngân khoản của Bộ Chỉ huy Viện trợ quân sự Mỹ. Cùng hoạt động với lực lượng đặc biệt của Việt Nam Cộng Hòa, lực lượng đặc biệt của Mỹ cũng đặt bản doanh tại Nha Trang, gồm 24 toán được phân loại thành nhiều nhiệm vụ theo mã chữ cái. Theo hồ sơ giải mật của CIA, Kể từ khi thành lập lực lượng đặc biệt Việt Nam Cộng Hòa, Lê Quang Tung đã đẩy hơn 20 toán điệp vụ xâm nhập phá hoại miền Bắc. Thời điểm này, Lucien Khô Nền và Lê Quang Tung thường xuyên cùng nhau lập kế hoạch xâm nhập miền Bắc. Trước khi thực hiện chuyến xâm nhập đầu tiên, Lê Quang Tung đã cử một điệp viên làm chuột bạch, thí nghiệm. Theo kế hoạch, tên gián điệp này lận vào người các loại giấy tờ giả, rồi ôm bánh xe tải bơi qua sông Bến Hải vượt vĩ tuyến lên bờ phía bắc rồi hòa nhập vào cộng đồng dân cư vài tuần sau đó, trở về chứ không cần hành động gì cả. Tuy nhiên, Lê Quang Tung hoàn toàn không ngờ, do sợ chết, tên này vừa lên bờ mạn bắc đã chui vào bụi rậm nằm chết dí suốt hai tuần chẳng dám đi đâu, rồi trở về. Thấy tên gián điệp này trở về nguyên vẹn, Lê Quang Tung, Lucien Khô nền lẫn côn bày trùm CIA tại Sài Gòn phấn khởi. Cả ba tin rằng những chuyến xâm nhập khác sẽ thành công đến năm 1961, Lê Quang Tung mới cho toán gián điệp đầu tiên đi thuyền bí mật xâm nhập vào Vĩnh Linh, vài giờ rồi bí mật quay về để thử tài phản gián của ta. Chúng đâu biết rằng, mọi hành vi đó đều được các bộ phận phản gián của ta ghi chép đầy đủ. Toán gián điệp thứ hai tức là, toán đầu tiên chính thức xâm nhập miền Bắc được huấn luyện kỹ lưỡng suốt một năm trời, tại Nha Trang. Toán này được máy bay thả xuống tại khu phi quân sự DMZ, giáp giới hai miền Nam, bắc rồi đi bộ, vượt sông tiến sâu vào miền Bắc. Lê Quang Tung không ngờ, những chuyến xâm nhập thử nghiệm đều được lực lượng công an của ta theo dõi sát sao. Ta biết, đó là chuyến xâm nhập thử nghiệm nên không bắt mà để gián điệp chuột bạch, ung dung trở về nơi xuất phát. Đến chuyến thứ ba Lê Quang Tung mới thật sự tung gián điệp vào miền Bắc hoạt động. Chuyến này ông ta cho máy bay thả dù toán gián điệp. Ngay từ khi đặt chân xuống miền Bắc, toán gián điệp này đã bị bắt gọn. 19 phi vụ sau đó cũng bị dân quân miền Bắc tóm. Lê Quang Tung đã được xem như là một trong số sĩ quan quân đội hết lòng tôn thờ và trung thành với anh em Ngô Đình Diệm. Chính vì vậy, Lê Quang Tung bị đứa con nuôi của anh em Ngô Đình là tôn thất đính, ghét cay đắng vì ganh tị.